số 1. Thưa ba, kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời hành nghề của ông Nguyễn Đức Nghĩa đó chính là có một lần một người phụ nữ bị bệnh bao tử mà ông khám sao lòi ra có bầu. Đón xem tập 169 Gia đình là số 1 phát sóng vào lúc 19:50 ngày 8 tháng 11 năm 2017 trên kênh HTV7.